Kinh khủng khiếp như vậy. Em dẫn chương trình em không hợp vậy luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là đây lần thứ hai em rất là vinh dự khi mà được đóng cái vai trò bé bé xinh xinh trong các dự án của chị Mỹ Tâm. Đầu tiên là một cái vai nhỏ nhỏ trong bộ phim chị trợ lý của anh nè, rồi bây giờ làm người giới thiệu show cho chị Mỹ Tâm nữa. Và phải nói là đây là một những người nghệ sĩ mà em cực kỳ tôn trọng, và là một nghệ sĩ không bao giờ ngừng nghỉ phấn đấu để đạt đến vị trí top 1. Và ngay bây giờ, không để tất cả quý vị, các em chị em báo giới như là tất cả khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau cùng với Huy hô to tên của nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay nha, được không ạ? Chuẩn bị nha, mình thử trước đi, mình thử cái đồ trước nha. 1, 2, 3, ai ạ? Lên nữa nào, ai ạ? Và bây giờ chúng ta cùng nhau chờ đợi nhân vật chính, người giữ thời gian, chị Mỹ Tâm. Dạ, chào chị. Rồi. Cảm ơn người chuẩn bị, cảm ơn tất cả các chị và các bạn rất nhiều. Chào các em, để chị đón phận. Hey, sorry. sorry. Nên là chưa có chờ được. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Ngô Kính Huy và cảm ơn em Lê Quang Lộc đã hôm nay nhận cái nhiệm vụ rất là quan trọng này giúp chị, chứ chị cũng run dữ lắm luôn á. Dạ em ơi, cảm ơn chị bởi vì là dành cho tụi em một cái vai trò quá là quan trọng ngày hôm nay, em cũng run dữ lắm chị. Thì đó. Nãy giờ em đánh lô tô bên trong đó. Vậy là tiếng đọc tình hình luôn. Dạ. Rồi giờ sao nè? Dạ bây giờ thì trước tiên mà mình đến với phần gọi là công chiếu phim á, thì đúng em rồi. Đã gọi là gom góp là những cái câu hỏi xương xương của hàng tỷ khán giả trên toàn cầu gửi về. Đó là em nghĩ thôi, nhưng mà em nghĩ là khán giả ở đây cũng như là tất cả em chị em báo giới, nghệ sĩ cũng rất nhiều câu hỏi dành cho dự án này của chị. Dạ đầu tiên là mình cứ chia sẻ về cái tên trước đi ạ. Ok. Dạ cái tên của dự án bộ phim lần này là Người Giữ Thời Gian. Thì nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Thật ra thì nhờ như tất cả các anh chị cũng biết là Tâm cũng có chia sẻ một... cũng không phải tất cả đều biết, sorry. Thật ra là sau cái live show tri âm thì Tâm ở Hà Nội á, thì Tâm đã về là để dành hết nguyên một tuần để chỉ đọc tất cả những cái cảm xúc chia sẻ của các khán giả thôi. Và trong cái show của Tâm, Tâm có nói rằng là khi mà tham gia live show tri âm nó là mang lại những cái cảm xúc mà của thời năm mấy mấy, của 20 năm về trước để mang lại. Khi tất cả những người có những câu chuyện rất là bí mật, có những sự đau khổ, có những hạnh phúc trong suốt một cái quá trình như vậy. Và khi gặp, khi tham gia vào cái live show đó thì tất cả những kỷ niệm đó đều ùa về, giống như thời gian được trở lại. Đó là lý do mà sau đó Tâm làm bộ phim này và mang, và Tâm lấy tên là Người Giữ Thời Gian của tri âm của Tâm. Wow. Dạ hồi nãy em có lén lén em hỏi thử một bên giận, thì em nghe đồn là có gần 80 máy quay và gần mấy tấn gigabyte lần cho dữ liệu bộ phim này, em hú hồn chứ bộ. Và dựng gần trong 3 năm á chị, 3 năm, 2, thật 2, 3 là năm. 2 năm dịch, dạ. Là không, 2 năm dịch là thời gian là mình dựng được cái tư liệu trước của cái show trước thôi. Nhưng mà là định làm về bản thân cơ, nhưng mà Tâm thấy là chưa có đủ có thể làm được điều đó, cho nên là mình đã không làm nữa. Và mình ngưng cái dự án đó cho đến khi mà live show tri âm xong cơ, thì Tâm bắt đầu lên thêm hết tất cả cái dữ liệu đó để mà mình xem lại. Nó tầm khoảng 80.368 file. Em thấy không được. Bởi vậy nãy là em mới nói là đạo diễn cũng xanh một xanh xanh mặt mà. Cỡ đó, nhưng mà dạ? Lọc được cái tư liệu để làm cái đó là cũng kinh khủng khiếp lắm. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Mỹ Tâm. Còn câu hỏi thứ hai thì được biết đây là một dự án rất là tâm huyết của chị Mỹ Tâm. Thì không biết là trong dự án này chị bật mí thêm là mình có khách mời như thế nào, hay là ai sẽ đóng vai trò khách mời, hay là nó có một cái gì đó đó đặc biệt mà khán giả chưa từng được biết về chị không ạ? Khách mời hả? Dạ, có khách mời đi không ạ? Có nhiều bạn nói là chị ơi, chị có diễn viên nào nổi tiếng trong phim chị không? Dạ. Có ai đóng gì không? Dạ. Nó có mình chị. Nói vậy chứ hồi nãy giờ là do mình hai chị em mình là ra là nói liền quá. Dạ. Lanh quá mà, chị lanh quá mà. Chị cũng chưa chào mọi người nữa nè. Em xin chào tất cả anh chị và các bạn, em xin lỗi. Biết sao không? Nãy giờ nói tới đây rồi mới nhớ là chưa chào lại. Hồi nãy là chị mới chào vòng ngoài thôi. Bây giờ chào lại. Tại lúc nãy là em chưa có gặp mấy anh chị đến sau đó. Nãy em tới sớm rồi, em mặc áo dài rồi, mấy anh chị đã miss cái chuyện đó rồi. Mấy anh chị tới sau mới thấy bé Linh đồ, bé Nhi đồ, Trúc Nhân đâu có thấy hồi nãy chị mặc áo dài đúng không? Em có xem trên livestream. Livestream hả? Thì chị còn mang chiếc xe đạp mà tụi em có thấy chị đi xe đạp không?
có xe đạp 26 năm về trước, một cái rổ mà nó móc luôn mà vẫn để đó. Rồi Tâm rất là cảm ơn tất cả những tình cảm của anh chị, các khách mời, đặc biệt là cũng có gia đình Tâm đi nữa, ba mẹ anh chị em và những anh chị phóng viên, nhà báo đã từng theo dấu Tâm trong suốt một chặng đường dài, và đặc biệt là các tri âm của Tâm đã có mặt hôm nay đến đây. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều nha. Rồi hỏi lại đi Huy, chị Huy. À, ý em hỏi nãy là cái khách mời đó chị, là trong dự án mình có khách mời nào không ạ? Có, giờ mình kể nha. Dạ. Anh Nguyễn Quang Dũng nè, anh Dũng biết hát, anh Dũng không biết hát cũng có nè. Bé Linh, Hoàng Thùy Linh, kiểu kêu bé Linh, Hoàng Thùy Linh cũng có luôn nè. Nhưng mà cũng hơi khó, cái là em nó đang khẩu trang, đeo khẩu trang là các bạn phải nhìn kỹ lắm mới biết đó là Hoàng Thùy Linh nha. Rồi có em Đông, ông Cao Thắng và Đông Nhi nè, hát rất là rần rần luôn nè. Thiếu Ngô Kiến Huy nè. Rồi rồi còn cũng nhiều nữa, có em Gil Lê nè, có anh Đức Trí nè, cũng nhiều á. Mà mỗi người các bạn biết bao nhiêu không? Quá trời nhiều luôn, 3 giây là chưa kịp diễn luôn hả chị? Là chưa kịp diễn là mấy anh chị quay là có Hiền Thục nữa, Hiền Thục sáng kia tới kìa. Dạ có Hiền Thục nữa nha, trời ơi mang cái cây kìa, thấy chưa, quá luôn rồi các bạn ơi. Ê, cái quần giống như hôm bữa chị diễn số nha, Thục nha. Chơi bất trước nha. Wow, món quà rất đặc biệt ạ. Cảm ơn Thục rất là nhiều. Yeah. Wow. Dạ cho em xin phép được... Dạ đây. Để bên đây luôn cho bạn. Cảm ơn Thục nha. Trời, cảm ơn bạn đã đến mình để gặp nhau trước cổng rồi. Tâm với Thục cầm ngay chỗ ngạc viện. Dạ vâng ạ. Sớm xác đi xe đạp tới, mình đi xong ra liền. Là kỷ niệm ngày xưa hả chị? Thì đó, ngay cái chỗ mà ăn cháo vịt đó. Dạ. Trời ơi. Quá trời, vậy là các khách mời là vô vàng chị. Nhưng mà xuất hiện 3 giây, nói chung là cũng 3 giây đó. Trời ơi, nói chung là cũng còn gì đó nữa mà không nhớ ra. À, Đức Phúc nữa, Đức Phúc với Eric nữa, Eric đâu? Dạ đây, Đức Phúc đằng kia ạ. Phúc đâu? Rồi, con của Tâm thấy rồi. Có con nữa, đứng hát, lia lịa. Quá trời. Rồi, ok. Dạ.